Công Vinh bảo Thủy Tiên mở cửa đi, tôi viết giấy ly dị rồi và cú lừa quá bất ngờ. Tôi thật sự rất hạnh phúc khi có một người vợ như Thủy Tiên. Tôi thật sự rất hạnh phúc. Không phải khen vợ đâu, nhưng kể từ khi yêu Tiên, lấy Tiên tới lúc có con đến giờ cũng được 6 tuổi rồi, mọi thứ đều rất ổn. Năm ngoái công việc bận rộn hơn, nhưng bây giờ đã có tiến triển. Học viện CV9 đã có thể đưa bóng đá vào các trường quốc tế. Để làm được việc này, phải lo rất nhiều thứ. Tôi chỉ có thể lo công việc thể thao định hướng phát triển học viện chuyên môn sau. Còn vấn đề sau đó của công ty thì rất cần đến sự giúp đỡ của Tiên. Tiên đã giúp tôi gần như tất cả công việc của học viện. Nhiều lúc tôi vẫn đi chơi được, nhưng đi chơi về, tôi thấy vợ vẫn đang làm việc cho học viện từ sáng đến chiều. Điều đó khiến tôi rất thương vợ. Tôi chỉ biết động viên vợ cố gắng thêm một thời gian nữa. Khi mọi thứ vào guồng rồi thì vợ sẽ làm dự án âm nhạc riêng tốt hơn. Thủy Tiên khi làm việc là mê lắm. Tiên không ăn nhiều nhưng thích ăn vặt. Tôi cũng động viên Tiên ăn nhiều để giữ sức khỏe. Trước đây một người khỏe hai người vui, bây giờ một người khỏe thì phải ba người vui. Tôi cũng muốn tức điên lên nhưng phải nén giận làm trò chọc phá vợ. Theo tôi, hạnh phúc là khi mình yêu và lấy một người đều phải xuất phát từ sự gắn kết để đi được chặng đường dài với nhau và có những đứa con với nhau. Một khi đã có con, có tình yêu lớn, mình phải cố gắng vì nó nhiều hơn. Trong cuộc sống gia đình, người đàn ông luôn phải làm chủ và cố gắng nhiều hơn để vì gia đình đầu tiên. Nếu người đàn ông biết sống vì gia đình vợ con thì gia đình chắc chắn hạnh phúc. Không một người vợ nào lại muốn gia đình tan vỡ cả, đó là điều chắc chắn. Chỉ có người đàn ông muốn lấy vợ này vợ khác, muốn gia đình tan vỡ thôi, chứ người phụ nữ không bao giờ muốn thế. Khi đã lấy chồng, phụ nữ chỉ muốn theo chồng và có cuộc sống gia đình viên mãn, chứ không ai muốn ly dị chồng để lấy chồng khác cả. Bởi vậy, người đàn ông phải là người cầm chìa khóa để giữ gia đình hạnh phúc, chứ không phải phụ nữ. Phụ nữ do đặc trưng, tâm sinh lý nên rất nhiều tính cách trong một ngày. Tôi phải chiều vợ, phải biết quan tâm, chia sẻ. Nhiều lúc tôi cũng muốn tức điên, nhưng phải nén giận làm trò chọc phá để vợ vui. Phụ nữ họ rất thiệt thòi về nhiều thứ. Đàn ông đi chơi từ sáng đến chiều về có người nấu cơm cho ăn, ăn xong lên xem TV rồi đi ngủ, chứ phụ nữ phải làm bao nhiêu thứ của gia đình. Bởi vậy, tôi nghĩ làm đàn ông là hạnh phúc rồi nên phải biết chia sẻ với vợ. Phụ nữ nhiều khi biết mình sai đấy nhưng đâu nói ra, họ chỉ biết trong thâm tâm là người đàn ông, luôn nhường nhịn mình, thế là được rồi. Tôi không phải người quá đáng gì cả, chỉ là nhiều khi tôi không hiểu một số chuyện hay không hiểu vợ nên khiến cô ấy tức điên. Nhiều khi tôi cứ nói với Thủy Tiên rằng không có gì là quan trọng cả. Mình sống ngày nay đâu biết ngày mai sẽ thế nào, nên cứ sống hết mình, miễn sao còn hạnh phúc và sống bên nhau là được rồi. Cứ cho vợ nó thắng cũng đâu ai biết gì. Có lần Thủy Tiên giận tôi tới mức đóng cửa trong phòng, nói sao cũng không chịu mở cửa. Tôi mới bảo, mở cửa đi, tôi viết giấy ly dị rồi. Bà ra mà ký, tôi còn dọn đồ đi, tôi không ở nhà này nữa đâu. Với tính cách của Thủy Tiên, cô ấy liền mở cửa ra để ký. Tôi thấy vậy liền ôm ngay và nói đùa, thế là cười ngay. Phụ nữ dù có mạnh mẽ, cứng rắn đến đâu cũng chỉ là phụ nữ. Họ vẫn có những tâm sự, nỗi buồn muốn giấu đi của mình. Bởi vậy là đàn ông thì phải biết thấu hiểu lắng nghe. Điều này sẽ khiến cuộc sống gia đình hạnh phúc hơn. Yêu nhanh cưới vội, tưởng lấy chồng tay là sướng, ai ngờ Lan Phương vẫn ở nhà thuê chật vật mưu sinh. Trong một cuộc phỏng vấn gần đây, nữ diễn viên Lan Phương chia sẻ cuộc sống hiện tại với chồng tay khiến nhiều người bất ngờ. Nữ diễn viên Lan Phương và chồng tay từng có chuyện tình đẹp nổi tiếng cộng đồng mạng. Ở tuổi 36, diễn viên Nàng Dâm Order và chồng tay lỡ ăn cơm trước kẻn. Cả hai đã đăng ký kết hôn mà chưa tổ chức đám cưới. Hiện tại vợ chồng Lan Phương đang ở thuê một căn nhà tại Hà Nội. Do cả hai đều độc lập tài chính và vẫn đang tích lũy để có thể mua được một ngôi nhà khang trang ở thủ đô. Đích Phi làm việc trên lĩnh vực truyền thông, đang công tác tại Việt Nam theo chế độ. Còn Lan Phương tiếp tục đóng phim và bắt đầu kinh doanh thời trang. Từng yêu nhau và kết hôn vội vàng, cuộc sống hiện tại của Lan Phương đang rất hạnh phúc. Vợ chồng Lan Phương đang ở nhà thuê một căn nhà ở Hà Nội. Liên quan đến chi tiêu, Lan Phương cho biết, chúng tôi chia sẻ với nhau, ví dụ đồ của bé thiếu thì tôi lấy tiền của mình ra mua, đi ăn ở ngoài thì anh trả. Dù độc lập tài chính nhưng chúng tôi đều hiểu đó là tiền gia đình. Theo nữ diễn viên, cuộc sống tuy bận rộn nhưng bình dị và vui vẻ. Lan Phương kể về chồng, Đích Phi không vui khi thấy tôi đóng cảnh hôn, nhưng luôn ủng hộ công việc của tôi, anh rất tâm lý và tình cảm. Anh chỉ bảo giờ em trở lại công việc rồi, chúng ta phải tìm cách nào để có thể chăm sóc con tốt nhất. Chúng tôi có thể nhờ ông bà nội từ anh bay sang để chăm bé. Chồng tay giúp Lan Phương chăm sóc con gái. Vợ chồng Lan Phương đưa con gái về thăm quê nội ở Anh Quốc. Lan Phương cho biết, tôi may mắn không phải làm dâu, bố mẹ chồng đều là người phương Tây nên văn hóa họ rất khác với phương Đông mình. Cũng chính sự khác biệt này nên bên nội không hỗ trợ được nhiều.
Để phụ giúp kinh tế gia đình, nhất là khi có con gái, Lan Phương nỗ lực hơn để chu toàn cho cuộc sống. Khi mang bầu tới tháng thứ 3, Lan Phương vẫn đang quay phim Cả một đời ân oán. Sau khi sinh con, cô chỉ nghỉ ngơi một thời gian ngắn rồi tiếp tục ghi hình phim Nàng dâu Order. Cửa hàng thời trang Lan Phương mới mở đang dần đi vào ổn định. Lan Phương chia sẻ, tôi đến với anh vì tình cảm thực sự. Cho đến khi lấy rồi, mình mới nhận ra mình sống hiện đại thì kết hôn với người nước ngoài có lẽ hợp với mình hơn. Chúng tôi đã đăng ký kết hôn. Trước đây tôi có nghĩ đến đám cưới mơ mộng, nhưng mấy năm nay thì không nghĩ đến nữa. Quan trọng là chúng tôi sống với nhau như thế nào. Trong tương lai có thể chúng tôi sẽ tổ chức đám cưới, nhưng chưa phải là bây giờ. Chồng Tây tuy không giàu có, nhưng diễn viên Lan Phương hạnh phúc với cuộc sống hôn nhân của mình. Bị chê ăn mặc phản cảm, Thủy Tiên lên tiếng. Người ta cố ý chụp ảnh từ dưới chân lên để tô lộ. Góc chụp như thế thì nhạy cảm quá, bao nhiêu cái trên người cũng lộ ra hết. Dù một cô văn phòng mà đứng đó thì cũng bị lộ, Thủy Tiên chia sẻ. Thủy Tiên là một trong số những ca sĩ sexy nhất showbiz Việt. Trước khi lấy Công Vinh, Thủy Tiên thường vướng vào lùm xùm vì diện trang phục gợi cảm. Thậm chí không ít lần nữ ca sĩ bị chỉ trích là ăn mặc phản cảm. Nói về chuyện này tại chương trình Một Tiếng Kể Hết, Thủy Tiên cho biết, cái sự gợi cảm của tôi cũng không đến mức vi phạm đạo đức xã hội gì lắm. Đến bây giờ, tôi cũng thay đổi bản thân, phong cách ăn mặc nhiều hơn từ sau khi sinh bé gạo. Tôi biết là mình đã có gia đình nên phải tiết chế. Có những phim quảng cáo mời tôi cũng cân nhắc hơn. Ví dụ như quán bar dù trả tiền cao đến mấy, tôi cũng không hát. Hồi xưa tôi hát quán bar có khi 2-3 tháng liền, thậm chí cả năm trời hát toàn show quán bar không. Nhưng bây giờ ý thức được nhiều thứ thì thay đổi thôi. Nói về những sự cố bị che mặt phản cảm, Thủy Tiên cũng kể, ví dụ như có sự kiện do nhãn hàng tổ chức ở bãi biển, người ta yêu cầu phải mặc gợi cảm một chút để biểu diễn. Hay như là sự kiện diễn ra trong quán bar, mình cũng phải mặc đồ ngắn phù hợp khi biểu diễn, vì họ yêu cầu mình có vũ đạo nhiều mà. Lúc biểu diễn ai cũng hào hứng, ai cũng vui, nhưng đến khi chụp ảnh lên báo thì mọi thứ khác hẳn. Lúc xem những hình ảnh đó, có thể khán giả đang ngồi tại văn phòng hay ở nhà, không gian chặn có ánh đèn hay âm nhạc, phải là thành ra không phù hợp. Thậm chí có một số người cũng hơi kỳ chút là lúc chụp ảnh họ chụp từ dưới chân mình lên. Do cái bụng hơi cao, họ để máy dưới chân mình chụp lên chứ, họ cố tình luôn đó. Dancer diễn cùng với tôi đã nói rằng, khi thấy chụp ảnh như vậy đã muốn đá cái máy ra khỏi, vì góc chụp như thế thì nhạy cảm quá, bao nhiêu cái trên người cũng lộ ra hết. Dù có một cô văn phòng mà đứng đó thì cũng bị lộ, nghề nghiệp mà, đôi khi có những sự cố mình không tránh được. Thời điểm đó thì mình cũng rất buồn, cũng cố gắng thanh minh, nhưng càng thanh minh thì lại càng bị hiểu nhầm, là một ý nghĩ kỳ cục khác. Có thời gian tôi đã đóng cửa không trả lời bất cứ gì để tránh gây thêm rắc rối. Về phần Công Vinh, anh cũng chia sẻ, tôi nghĩ rằng điều đó là đặc thù nghề nghiệp của Tiên rồi. Ca sĩ thì cần có trang phục phù hợp với bài hát, tính chất sự kiện. Không có người đàn ông nào chẳng muốn nhìn phụ nữ sexy cả. Nhưng khi nghệ sĩ họ không làm điều gì trái với luân thường đạo lý thì điều đó cũng là bình thường. Mình nên nhìn mọi thứ thật nhẹ nhàng, bình đẳng. Phụ nữ có tài năng đặc biệt, được trời phú cho giọng hát, thì mình phải hiểu chuyện lên sân khấu hát. Họ có ăn mặc đẹp hay gợi cảm thì cũng phù hợp mà. Quan trọng là họ vẫn tôn trọng gia đình, nghề nghiệp và fan. Một nghệ sĩ chân chính sống vì nghề đó thì không bao giờ họ đánh đổi cách ăn mặc để nổi tiếng rồi đánh mất mọi thứ đâu. Tôi luôn bảo vệ tôn trọng vợ tôi cũng như những nghệ sĩ khác, không thể đánh giá một con người chỉ thông qua trang phục được. Công Vinh, mình cãi vợ mình thắng thì được cái gì, nên tôi luôn nhận sai và xin lỗi Thủy Tiên. Từ khi kết hôn, Công Vinh luôn nhường nhịn chiều bà xã vất vả chịu thiệt thôi, nên đi đâu vợ có nặng lời trách móc, anh cũng ngồi im nghe Thủy Tiên mắng. Công Vinh khiến người hâm mộ ghen tị, ngưỡng mộ tình cảm anh đã dành chính cho bà xã của mình. Với cách hành xử, khi vợ đòi ly hôn chỉ biết ôm vợ và nhường nhịn. Mới đây là khách mời đặc biệt của chương trình Talk Show, cặp vợ chồng David Beckham Việt Nam, Công Vinh và Thủy Tiên đã có những chia sẻ thẳng thắn về cuộc sống hôn nhân của mình. Cả Công Vinh, Thủy Tiên đều thẳng thắn đối diện với việc xích mích mâu thuẫn trong cuộc sống hàng ngày. Thủy Tiên cho biết cô là người thẳng thắn, cứng đầu, còn chân suốt nổi tiếng thừa nhận vợ mình là người không bao giờ nhận sai, nên mọi cuộc cãi vã anh đều nhường nhịn vợ. Thủy Tiên, thật ra con người ai cũng có bản ngã của mình cả. Chị cũng không bỏ được bản ngã của chị xuống, chị vẫn cảm thấy chị đúng, chị không sai, có lẽ bản ngã của chị còn rất cao. Nhưng ở một cảnh giới mà có thể hạ mình được xuống với cái sai lầm của người khác thì cũng gần như là chánh quả với chị rồi, và chị cảm thấy anh đã đạt chính cánh quả với chị rồi đó. Và Công Vinh cũng chẳng bao giờ nặng nhẹ chuyện ai đúng ai sai trong mối quan hệ vợ chồng. Cựu cầu thủ Việt Nam nói rằng anh cũng có nhiều lúc quá đáng vô tâm, làm buồn lòng vợ, anh nói, mình cãi vợ mình.
thì mình thắng mình làm được cái gì? Mình chả được cái gì cả, vợ mình thắng, mình được cái gì, cũng không được gì cả. Ừ thì thôi, tôi thắng ông rồi đó, đây chỉ là cái bản ngã của mình thôi. Nhưng mà rồi thắng được cái gì? Rồi sau cuộc cãi vã thì tình cảm sứt mẻ, thì lúc đó được là được, cái tình cảm sứt mẻ chứ được cái gì đâu. Có được lời lộc hay tiền bạc gì đâu, thì mình không cãi nữa, cho vợ nó thắng thì có vấn đề gì đâu, mình đâu mất gì đâu. Mà cũng có ai biết gì đâu, nên thành ra nhận sai nhường vợ thì có vấn đề gì. Anh nghĩ đó không quá quan trọng trong cuộc sống này. Trong cuộc sống vợ chồng, anh nghĩ là vợ thắng hay chồng thắng không quan trọng. Trong cuộc sống hôn nhân thì làm sai có nhiều thứ nhỏ nhặt làm sai lắm. Anh nghĩ trong cuộc sống hôn nhân có rất nhiều điều nhỏ nhặt dẫn đến cái cãi vã. Và anh chị cũng từng như vậy, cãi xong rồi anh cũng nhận sai. Thôi ba sai rồi, ba xin lỗi mẹ. Chung quy lại trong cuộc cãi vã thì anh luôn chấp nhận là người lùi xuống. Và anh nhường nhịn vợ. Và anh nói là anh sai, anh xin lỗi, ba xin lỗi mẹ. Như vậy, càng giữ lửa hạnh phúc hơn. Công Vinh cho biết Thủy Tiên không bao giờ nhận sai, nên mỗi cuộc cãi vã anh đều nhận sai. Trong cơn tức giận, Thủy Tiên chẳng ngại ngần đòi ký đơn ly hôn. Nhưng ngay sau đó, Công Vinh đã ùa vào ôm vợ rồi xin lỗi rối rít. Thế là chuyện hiểu lầm được hóa giải. Thủy Tiên Công Vinh có con gái năm 2013 và tổ chức năm 2014. Từ khi kết hôn đến nay, Công Vinh luôn nhường nhịn và yêu chiều bà xã Thủy Tiên hết mực. Cuộc sống giờ đây của Thủy Tiên và Công Vinh cũng là điều khiến bao nhiêu người mong ước.